Vâng, và sau đây em test con BM94 hoa hậu mới về, cũng gửi cho bác chủ trước khi sản phẩm lên đường cũng như thường lệ. Đây, con 94 của bác mới về, mới long lanh luôn nha. Khi que có gì thì kìm theo cái nấy. Hai cái trên là cái trép này, còn hai cái dưới là bát trong mũi vế đó. Đây là nút nguồn. Đấy. Thổ loa AB hay A cộng B. Phía sau thì chúng ta cắm đường CD nha, đường vàng, đừng cắm đường phono nha. Phono là cái đường dùng để cho đi thang, các bác hay cắm cái lộn đường này nha, hư loa đó. Tại vì cái đường này nó độ nhẹ nó cao, chỉ cần nhích volume một cái là banh loa. Cắm đường CD nha, hoặc là đường tuner, trạm loa đen đỏ. A phía trên, dưới phía dưới là B. Rồi chúng ta bật nguồn và chờ khoảng 5 giây thì máy nhảy rồi đi cái cạch là ok rồi đó. Chọn đường thi đầu vào. Đấy. Đỏ phía nào là nó đấy, cạch rồi đó. Còn đỏ phía nào thì nó đường CD đó. Đấy, mỗi hai này. Đấy. Nó sẽ có đèn đi theo. Rồi để cắm đường CD. Cái này để hướng 12 giờ, 12 giờ. Cái này không nhắn nha. Nhắn vào là mình chỉnh ba lăng không được nha. Là CD direct hay là chỉnh bát chép không được luôn. Nhả ra nha, nhả đây ra không được bấm, đây là mono, nhả ra là sợi treo, nói chung mấy cái này là nhả ra hết rồi vậy thôi, còn cái này không bấm nhớ nha các bác. Mưu tinh cắt tiếng, mình volume lên à, nó cắt tiếng này. Đấy. Cái dàn này không nhắn cái nào hết nha, mình nhắn cái tone direct là không chỉnh đường này. Đấy. Nhả ra hết, nói chung là dàn này không nhắn vào à, này. Đấy, vàng chép này, các bác thấy chưa? Đây là đang nghi bát không ạ, lên chép này cho mình vế này, đấy bên đó lên này, đấy. Bây giờ tới bên này đang im ru rồi, bát không à, đấy lên này, đấy đấy hai quan kia đó. Rồi thì vậy thôi bác, đơn giản là vậy thôi. Ngoài kia sương xuống lạnh, tình càng thiết tha nhìn. Ta có vui vì mãi xa cách rồi. Dù thời gian chẳng có sẽ qua mạnh, nhưng đêm này con nghĩ mãi lòng nhau. Rồi thì bên em luôn tuyển hàng những hàng đẹp chất lượng về phục vụ các bác nhớ đăng ký kênh để theo dõi liên tục những sản phẩm mới về. Cảm ơn các bác rất là nhiều.